Sau những kết quả đáng thất vọng ở tháng 10 với những thất bại trước Chelsea, Brighton và trận hòa Everton, các cầu thủ Newcastle đã thi đấu bùng nổ từ cuối tháng 10. Đầu tiên là chiến thắng trước Chelsea tại Cúp Liên đoàn Anh và tiếp sau đó là đánh bại ông lớn Arsenal cũng như hiện tượng Nottingham tại sân chơi ngoại hạng Anh. Những kết quả ấn tượng này giúp Newcastle có vé vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh, đồng thời vươn lên vị trí thứ 9 tại ngoại hạng Anh khi giành được 18 điểm, chỉ kém vị trí nhì bảng của Man City khoảng cách 5 điểm nhưng đá ít hơn một trận. Tham vọng giành chiến thắng của Newcastle là hoàn toàn có cơ sở khi đêm nay họ được chơi trên sân nhà để tiếp đón West Ham, một đội bóng đang thi đấu rất thiếu ổn định khi chỉ thắng 1 trên 4 trận đấu gần đây, đồng thời chỉ thắng 1 trận trên sân khách từ đầu mùa giải. Chính màn trình diễn kém cỏi này khiến West Ham hiện rơi xuống thứ 14. Soi tỷ lệ kèo châu Á, 1/1.40, sàn giao dịch châu Á ghi nhận mức kèo Newcastle chấp 1, trái thời điểm đầu và hiện đã được đẩy lên thành 1/1.4 trái, mức tỷ lệ cao nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đang có niềm tin rất lớn vào đội chủ nhà. Chọn Newcastle. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu, 3/5 trên 9 trận gần đây của Newcastle cùng 4/5 trận vừa qua của West Ham đều kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng được ghi. Lịch sử đối đầu cũng ghi nhận 5/7 trận gặp nhau gần nhất giữa hai đội kết thúc với từ 3 pha làm bàn trở lên. Chọn tài.